Bây giờ là 6 giờ 50 phút sáng, quý vị và các bạn đang theo dõi cà phê ngày mới và chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, trong nước cũng như trên thế giới. Chị Phương Anh hãy cùng với chúng tôi bắt đầu với những con số liệu từ Việt Nam ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa anh Thắng và vâng thưa quý vị khán giả, theo bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 26 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết là có 8.431 ca mắc Covid-19 mới tại 56 tỉnh, thành phố. Số ca khỏi thì nhiều gấp gần 3 lần so với ca số ca mắc mới. Và trong ngày, riêng thành phố Hà Nội đã bổ sung thêm 40.000 F0. Cụ thể các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 937 ca, Phú Thọ 702, Quảng Ninh 408, tiếp theo là Yên Bái, Nghệ An. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hơn 23.400 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 đã ghi nhận 8 ca tử vong trên cả nước. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 4, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 và xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho những đối tượng cần.